Hello, em chào tất cả các bác nha. Em có một con hàng mà khách đặt rồi. Hiện tại là em đã có con này khách đặt rồi. Thì em cũng muốn giới thiệu tới tất cả các bác xem luôn, xem là mình có muốn ưng một cái con dao với mẫu này hay không. Tại vì cái mẫu này nó cũng tương đối là mới so với những cái hàng mà em đã đưa ra cho tất cả các bác. Đấy, về tổng chiều dài của lưỡi con này nó sẽ là rơi vào 16 cm, và cả cán cả lưỡi thì nó rơi vào khoảng 30 cm từ đầu cán đến phần đuôi nhất như vậy các bác nhá, rơi vào khoảng 32 cm như vậy. Đây, nó có khóa lưỡi luôn, các bác nghe cho em. Đó, thì là lưỡi mình sẽ ra khỏi cán và cái lưỡi của con dao sẽ là như vậy này. Hiện tại sử dụng ở đây là cái dòng cán mun và vỏ cũng là vỏ mun các bác nhá. Cán mun, vỏ mun hoàn toàn luôn. Đấy. Lưỡi con này rơi vào 16 cm và bản rộng rơi vào 4,2 cm, độ dày sống lưng rơi vào là 5 ly các bác nhá. Mình có thể chặt nặng được rồi. Đối với cái con này thì mình chặt xương sườn được rồi này. Mình có thể chặt gà, chặt vịt làm cá khi mình đi câu, đi picnic cũng rất là ổn áp. Còn nếu mà độ treo phong thủy thì đối với cái màu mun đen này mà cái lưỡi dao thì nó cũng tương đối là lạ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai mà khi mà mình cho vào vỏ đấy thì em cảm thấy nó cũng rất là hay để bác nào mà mình treo phong thủy được. Thì cũng rất là hợp lý. Còn bác nào đi rừng thì em có cái dắt lưng đây. Em có cái khuyết cái gờ để cho các bác mà mình buộc dây vào đây để mình đi rừng thì nó cũng rất là hợp lý đấy. Nếu mà đi rừng thì nó sẽ ở dáng như vậy các bác nhá. Ở dáng dọc thì nó sẽ là như vậy. Còn nếu mà ở các bác treo phong thủy thì mình có thể để treo lên hướng như vậy hoặc là như thế này, tùy theo cái sở thích của từng bác thôi. Thì em tương đối là ưng với cái mẫu này thì hôm nay mang lên chia sẻ cùng tất cả các bác để cùng gọi là thưởng dao thôi. Mình làm được rồi thì mình mang lên đây mình chia sẻ cùng các bác để cùng mình lại thưởng thức lại cái con hàng của mình một lần nữa các bác nhá. Đây, có khóa lưỡi rất là chắc chắn. Đối với cái dòng mèo mà cái lưỡi nó cong thì khóa rất là chắc chắn, các bác nghe khóa lưỡi cho em này. Đó, đấy thì mình đã được bỏ lưỡi ra khỏi vỏ rồi. Rồi, bác nào ưng ý thì cũng có thể bảo em làm cho mình một con tương tự như vậy bác nhá. Còn giá thì cực kỳ mềm thôi. Con này thì giá cực kỳ mềm thôi các bạn. Báo các bác là 620.000 một con như vậy các bác nhá. Đây. Đó. Chào tất cả các bác nha. Mình ưng mình có thể báo tiền để em từ ngày mai thì nếu mà mình có đơn thì mình lại lên đơn để rèn những cái con lạ lạ như vậy cho tất cả các bác. Thứ nhất là mình cùng được thưởng dao, thứ hai là để các bác sở hữu được những cái con dao yêu thích, những cái mẫu mới lạ mắt của bên xưởng dao Phúc Sen HD chuẩn dao Cao Bằng các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã cùng theo dõi hết cái video này của em. Xin chào tất cả các bác.